Lời Chúa theo Tin Mừng Gioan. Một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Thomas đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Thomas: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin." Ông Thomas thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Chúng ta cùng suy niệm. Sau khi được phục sinh, Đức Giêsu được tôn lên làm Chúa, nhưng Ngài vẫn dễ thương như xưa. Nỗi bận tâm lớn nhất của Ngài là các môn đệ. Việc làm quan trọng nhất của Ngài là đi thăm các ông. Ngài đưa các ông ra khỏi nỗi sợ hãi co quắp, khỏi căn nhà đóng kín cửa, âm u. Ngài chúc cho họ bình an 3 lần, thứ bình an ngay giữa những bất an, dao động. Đức Giêsu phục sinh cho họ xem các vết thương, thân xác chiến thắng của Ngài sẽ mãi mãi mang dấu tích của cuộc khổ nạn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa, vì được Ngài cho tham dự vào cùng một sứ mạng. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chỉ có một người không vui, đó là ông Thomas. Ông này vốn có óc thực tiễn. Chẳng rõ vì sao ông hụt gặp Đức Giêsu phục sinh. Chỉ biết ông đã không ở với các môn đệ lúc Ngài đến. Có vẻ giữa ông và cả nhóm có cái gì xa cách. Sự xa cách này trở nên rõ rệt hơn khi ông thẳng thắn từ chối tin vào những lời chứng của các bạn: "Chúng tôi đã thấy Chúa." Nhưng ông lại rất tin vào chính mình, vào giác quan. Nếu tôi không thấy, nếu tôi không xỏ ngón tay, nếu tôi không thọc bàn tay, tôi sẽ chẳng tin đâu. Ông có thái độ như một nhà khoa học thực nghiệm. Đức Giêsu phục sinh đến với nhóm, nhưng không quên một ai. Ngài muốn cho Thomas được toại nguyện. Tuần sau, khi Thomas ở với nhóm, thì Ngài hiện đến. Ngài chê ông cứng lòng trước lời chứng của anh em, nhưng Ngài vẫn thỏa mãn từng điều ông đòi hỏi. Rốt cuộc, Thomas cũng được thấy và tin như anh em. Đức tin của chúng ta hôm nay dựa trên đức tin của những người đã thấy và đã tin, đã dám hy sinh mạng sống để nói rằng Ngài sống lại. Quanh chúng ta vẫn có nhiều người giống Thomas, họ đòi thấy và chạm đến những thực tại vô hình như Thiên Chúa, linh hồn, đời sau. Nếu thấy và chạm có nghĩa là có cảm nghiệm, thì đòi hỏi trên thật là chính đáng. Đức Giêsu đã cho Thomas được thấy và chạm đến Ngài. Chúng ta cũng phải có khả năng giúp người khác thấy và chạm đến những điều vô hình nhưng có thật. Chúng ta cần sống như người đang thấy Thiên Chúa, cần thanh thoát như người đã đụng đến trời cao, cần bay lên khỏi cái nặng nề của thân xác như người đã cảm được cái nhẹ bỗng của linh hồn. Truyền giáo là làm cho người ta tin, làm cho người ta thấy và chạm đến Thiên Chúa. Nhưng trước hết, mỗi người chúng ta phải nói được rằng: "Tôi đã thấy Chúa."
và tất cả cộng đoàn chúng ta phải nói được rằng chúng tôi đã thấy Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con. Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ. Vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống. Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã. Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của vườn dầu. Vượt qua những khắc khoải của niềm tin. Vượt qua những thành kiến con có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh, gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa. Amen.